Bát cơm chiều chưa kịp cùng người thân, anh lên đường cứu trợ người dân. Có ngờ đâu là giờ định mệnh, đêm kinh hoàng nước lũ cuốn. Những gói mì với nước lọc nhỏ nhoi thấm đượm tình người khi hoạn nạn, biết bao người đang chờ trong đói lạnh, trong màn đêm bao tiếng khóc bi thương. Anh đã hy sinh vì người dân quê anh, lay động bao người con đất Việt, cả nước đau thương miền Trung lũ lụt, nước lũ miền Trung hòa nước mắt ba miền. Hàng nghìn người khóc tiễn đưa anh, triệu triệu người tiếc thương anh. Sao anh ra đi, sao anh ra đi, nỗi đau này đâu của riêng anh. Gặp anh nhưng em hiểu những gì anh để lại, hãy cho đi và cuộc đời sẽ nhận. Anh hãy ngủ yên trong đất mẹ yên bình. Chiều chưa kịp cùng người thân, anh lên đường cứu trợ người dân. Có ngờ đâu là giờ định mệnh, đêm kinh hoàng nước lũ cuốn trôi anh. Những gói mì với nước lọc nhỏ nhoi thấm đượm tình người khi hoạn nạn, biết bao người đang chờ trong đói lạnh, trong màn đêm bao tiếng khóc bi thương. Anh đã hy sinh vì người dân quê anh, lay động bao người con đất Việt, cả nước đau thương miền Trung lũ lụt, nước lũ miền Trung hòa nước mắt ba miền. Hàng nghìn người khóc tiễn đưa anh, triệu triệu người tiếc thương anh. Sao anh ra đi, sao anh ra đi, nỗi đau này đâu của riêng gặp anh. Nhưng em hiểu những gì anh để lại, hãy cho đi và cuộc đời sẽ nhận. Anh hãy ngủ yên trong đất mẹ yên bình. Hãy cho đi và cuộc đời sẽ nhận. Anh hãy ngủ yên.